everyone, today I keep harvesting my cherries in the garden. Xin chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục hái cherry ở trong vườn của mình ha. Vẫn còn rất là nhiều cherry chín đỏ trong vườn, bây giờ mình tiếp tục hái đây. Mọi người cùng xem nha. Cherry bây giờ nó chín rất là nhiều rồi, mấy bữa nay chưa có kịp hái, chim nó tới nó ăn, chim ăn xong rồi đến kiến ăn, nên chắc hôm nay mình phải hái hết vô. Ồ nè, mọi người nhìn nè, bị chim ăn rồi nè, chim nó tới nó ăn một trái này rồi nè. Phải bỏ thế này thôi. Cái vẫn còn nhiều trái nó đỏ thôi chứ chưa có đỏ đậm, nhưng mà thì cũng phải hái thôi, để vô tủ lạnh. Đây là phía dưới này còn nhiều lắm nha. Ồ, nhiều quá. Và bây giờ mình hái nữa nè. Hái nữa. Cái này ngon nè. Đây nè, cái này đang bị kiến ăn nè. Mọi người thấy không? Kiến ăn nè. Bỏ đi thôi. Yeah. Bên nào muốn ăn cái nào à? Cái này? Dạ. Yeah. Oopsie. Oopsie. Bà, không biết, cái nào không biết giờ. Cái nào hơn cái cứ là ăn này nha. Ừ, bên đây ăn đi. Cái này là panda ăn chứ không phải là chim hay kiến ăn. Ngọt quá mọi người ơi. Bên này nó đi ngọt lắm mọi người ơi. Ngọt quá mọi người ơi. Dạ. Dạ hái chung này hả? Đây còn một chùm nhiều mà to lắm nè, mình hái luôn.
me, Panda. I'm already inside from the house. I got a washing down. Yeah, washing. And with my mom. And look. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Panda đang rửa cherry. Panda đang rửa cherry. Look. Look, see this one's darker one. Let's see it. Let's wash it. Oh, did you see this darker? That is half dark. Yeah, darker. And this one's still red. Cái đó nó màu đỏ. This one's still, cái này màu đỏ. À, còn cái này màu darker là đỏ đậm hơn. Yeah. These ones darker. See? Darker and bigger. Nó đỏ hơn, nó bự hơn. Oh, look at this big one. Ồ, cái này bị con gì ăn rồi, bị kiến ăn rồi. Okay, let's turn on and have some more water. Let's wash them. Okay, that's enough. Let's wash it. Wash. Okay, like this. Okay, bỏ vô rổ đi. Rồi, bây giờ bỏ vô rổ nha. Rồi, cái rổ này nó hơi nhỏ rồi. Bên nào bỏ lên thử coi được hết không? They have more spots now. This is not what you watch. Oopsie. Oops. Rồi được chưa, còn nhiều không? Let's see if they can fit in this basket. Last move. Done. All done. All right. Và mọi người ơi, đây là cherry mình vừa mới hái ở ngoài vườn vô ha. Và Panda vừa mới giúp mình rửa. Bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Ở đây nó có hai loại cherry. Ở một cái là cái màu nó đỏ đậm như vậy nè ha. Còn một cái thứ hai là nó đỏ, nó chưa có đậm được đen như vậy ha. Thì cái loại này á, thì nó sẽ ngọt hơn nè. Thì mình ăn thử ha. Ngọt lắm cả nhà ơi. Ngọt quá trời ngọt luôn. Còn cái này á, chín quá rồi bị, cái này chắc là kiến ăn lủng lỗ ba lỗ rồi. Còn khi mà con chim ăn thì nó khoét hết một nửa luôn. Rồi bây giờ mình thử ăn cái màu đỏ ha, màu đỏ đấy. Mọi người thấy không, cái màu đỏ không, đỏ đậm mà sáng luôn ha. Còn cái màu đỏ bên này là màu đỏ nó tối, màu đẹp, nó đắt cơ. Mình ăn thử một trái màu đỏ đậm này ha, màu đỏ đẹp, màu đỏ rực này chứ. Nó cũng ngọt nhưng mà không ngọt bằng trái màu đỏ đen kia.
mời mọi người nha. Cái này phải nói là ngọt kinh khủng. Cái này cũng đỏ nè, đỏ đậm đen nè. Nhưng mà hai cái này nó hơi nhỏ. Rồi mình ăn một trái đỏ đấy thôi ha. Video đến đây thôi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Thanks for watching. See you next time. Bye.